Human Fall Flat là một game đồng đội tật nguyền, nơi bọn tôi, một lũ người giặt dẹo như sợi bún, sẽ bị thả vào một bản đồ mà nhiệm vụ chính là đi đâu đến cuối để thoát khỏi đây. Trên đường sẽ có nhiều các chướng ngại vật mà bọn tôi sẽ phải điều khiển hai cái tay hoạt đẹo này để vượt qua hoặc là phá mấy thằng đồng đội không cho chúng nó đi. Nào! Chết rồi! Ê! Nào bỏ ra chống đối lựa chứ bạn ạ. Mày tính chưa không? Mày tính chưa? Cầm lót rồi tôi sẽ kéo thể lên sàn đúng không? Làm thế này rồi. Công ơi công nhìn này nhìn này. Lắc lắc cưỡi ngựa lắm trừ dẫu tao đó giật tóc kéo thôi thôi đéo được tao chưa đừng mua ông làm cái đéo này đố ông làm đấy rồi ta kéo mày đi này đóng vào trông ghen quá. Đấy gọi là đi đổ rác đấy. Chết rồi. Con cứu được, con cứu được. Đây tay đây tay đây. Mẹ, rồi. Trông người giật lắm đi. Cầm con vùng tay đi cầm lên đi. Đau quá, không đi được. Step forward, I'm stuck. Công ơi, từ. Trời ơi. Bắt công ơi, thôi quá. Khấm. Mấy anh em dưới cái ổn không vậy? Ông ngủ đi. Ông đừng dám đeo đi. Ôi, tôi đeo mũ đâu, ông ngủ đi. Nào bỏ ra chống đối nữ chứ bác ạ. Chống đối gì đấy. Công ơi. Đừng như thế, đừng như thế. Mót làm gì ấy? Phải không nấu cơm, không nấu cơm rồi. Phải làm này mình ơi. Ông ơi, phải làm này mình. Lại đây. Chờ tí. Đầu tôi cứ tự bục. Tí châu. Xuống ném xuống. Kéo xuống. Ném nó quay xuống trước tử hình nữa. Hộ gái. Nhưng mà nó hộ gái. Thằng quay phải chịu khó bị bóng đạt đây để funny moment ấy mày. Chịu khó bị bắt nạt. Ông đang kéo vào hông tôi cầm lót ạ. Đấy chính xác là những gì tôi muốn. Bỏ tay. Sẽ cắt đôi em cơm áo đây. Đây ai thằng chỉ đạo cưỡi lên đầu lên cổ tôi đấy. Bỏ ra đi. Nhưng mà bỏ ra là mất trước. Để làm lót như xe ôm công nghệ mẹ nó bám chặt. Làm quốc. Cầm lót rồi tôi sẽ đéo thể lên sàn đúng không? Làm thế này rồi. Cẩn thận nhá. Đéo gì đấy. Đập đá đi. Đâu sao tao đập đầu tiên nào? À nghe bơ đầu tiên. Mẹ cắn bộ ấy thôi. Tôi tê tịch thu số đá này của ông. Cứu đi, tôi đang sửa rồi ông. Ok. Ra cứu đi. Let me. Chó cứu. Tôi đéo chồng chết đấy. Sao lại có lông mày rồi, sao đầu rồi thì mày làm gì đấy? Mày vợ đu càng thật sự ấy. Cái này làm cái dốc đúng không? Chị Cam ơi. Ai muốn ngồi gần đá. Thôi bắn đi. Final. Amber. You are a wizard, Amber. Mũ lê. Đúng rồi, mũ lê. Giật. Bỏ ra. Ông mũ đi, tôi tảo xuống đấy. Tôi tảo xuống con ơi. Nói thế, đéo hay lắm. Lên đi. Lên phải bú, đéo lên. Thôi, không mũ nữa vậy. Hôm nay okay. Không thích thì tôi.
Ok. Ông mày phải mũ, mày phải mũ. Lên rồi, phải mũ. Mũ đi. Sao sườn nó to đấy. Sao lớn quá. Tôi dùng phép Lavioso từng lại bay mẹ ứng vực. Cái này dùng được phép thật á? Cầm đây, tôi làm phép ông xem này. Ông đứng đi, ông đứng đi. Lavioso. Ok, thằng Cry có cả cái đe kìa. Cry cái đe kìa. Ép phép vào, ép phép vào. Để ép sửa chữa, ép phú phép sửa chữa không? Ông làm gì rồi đấy công? Làm đánh ghen. Cầm nó lắc quá là như con khỉ đổ đi đấy. Để làm cái lông khác. Anh em làm thế đi, anh em làm thế đi. Tăng 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 chặt phá được dây đéo đúng. Đóng thuế cái đéo ơi ơi ơi. Rồi rồi sẽ đóng thuế. Chào cầm lót. Đến đoạn cao nhất thì thả tay nhá. Đến đoạn cao nhất thì thả tay. Đến đoạn cao nhất thì thả tay. Làm đấy tôi chỉ không. Anh em mình nghe. Buông đi. Em ơi tin tôi. Buông đi. Buông đi tôi đỡ. Buông đi tôi đỡ được. Đỡ rồi nha. Đỡ nha. Tôi đỡ nha. Tôi đỡ rồi, tôi đỡ rồi, tôi đỡ rồi.